hiện chỉ có 20% trong tổng số 90 triệu dân Việt Nam có tài khoản thẻ tại các ngân hàng thương mại, một tỷ lệ rất nhỏ so với các nước trên thế giới. Không những vậy, số thẻ thực hiện giao dịch trên thực tế thì còn ít hơn nhiều. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết quý 1 năm 2014, số lượng thẻ mà 50 ngân hàng đã phát hành ra thị trường là khoảng 66 triệu thẻ, tăng hơn 20% so với trước. Tuy nhiên, theo một chuyên gia về thẻ, thì số lượng thẻ chết cũng rất nhiều khi nhiều khách hàng mở thẻ mà không dùng. Nguyên nhân một phần là do thời gian qua, các ngân hàng áp chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh thẻ rất cao nhằm gia tăng thị phần của mình. Do vậy, nhiều nhân viên đã bán thẻ ảo để đối phó nhằm đạt chỉ tiêu. Điều này khiến cho lượng thẻ chết tăng lên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn nhận định với mức độ đô thị hóa, dân số trẻ và thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, thì trong tương lai, Việt Nam vẫn là một thị trường đầy tiềm năng với các ngân hàng. Theo thống kê, trong 66 triệu thẻ ngân hàng, có đến 92% là thẻ ghi nợ, nghĩa là chủ yếu dùng để rút tiền mặt tại cây ATM. Số thẻ tín dụng và thẻ trả trước khá thấp, chỉ chiếm hơn 7%.